Kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được thiết kế theo phong cách hiện đại và được rất nhiều chủ đầu tư yêu thích và lựa chọn trong thời gian gần đây. Công trình này được chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói cho gia đình của nhà chú Thắng có địa chỉ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Và trước khi mà đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải này, tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở của Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi đang tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng vào châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tới xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng
trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và đây quý vị có thể thấy ạ, chúng tôi có đăng tải này cập nhật rất là thường xuyên nhé. Hàng ngày, hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 096-445-8888 hoặc 092-40-99999 hay 08-281-33333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình của gia đình nhà chú Thắng ngày hôm nay. Công trình này của chúng ta này vô cùng nổi bật bởi cái phong cách hiện đại của nó. Phong cách hiện đại là một trong những phong cách mà được rất là nhiều người yêu thích và lựa chọn, đặc biệt là trong thời gian gần đây. Bởi vì cái phong cách này ấy, nó rất là đơn giản này, nhưng mà lại nổi bật lên được cái cá tính của mỗi gia chủ. Phong cách hiện đại thì cái đặc điểm dễ nhận dạng nhất của nó đó chính là sử dụng những cái đường hình kỳ hà, ví dụ như là hình vuông, hình chữ nhật. Rồi trên tất cả các diện tường hệ cột sẽ không có đắp vẽ bất kỳ một họa tiết phào chỉ hay hoa văn gì cả, mà đơn giản chỉ là những cái phần mảng tường được sơn màu hay là những phần tường được ốp gạch mà thôi. Chính vì thế mà cái giá thành của nó thì cũng lại vô cùng hợp lý, cũng như thời gian thi công rất là nhanh chóng. Nó nhanh hơn rất là nhiều so với việc mà chúng ta sử dụng là phong cách thiết kế cổ điển hay là tân cổ điển. Và màu sắc thì cũng là một trong những yếu tố mà quyết định đến vẻ đẹp của mỗi công trình. Ở công trình này của chúng ta thì sẽ sử dụng chủ đạo đó chính là màu sơn trắng nằm ở trên các mảng tường. Và ngoài ra kết hợp cùng với lại cái màu xanh ghi nằm ở trên phần mái này. Còn phần phía dưới hệ thống cổ mái thì sẽ là cái màu xám nhạt. Và để tạo phần điểm nhấn cho công trình, giúp công trình thêm khỏe khoắn hơn, thì phần dưới hệ thống cửa sổ thì chúng tôi có ốp bằng cái chất liệu đó chính là gạch thẻ màu xám ghi. Và chưa hết đâu ạ, ở ngay cái phía dưới chân công trình của chúng ta nữa thì cũng sẽ được sử dụng bằng cái chất liệu đó chính là cái phần gạch nữa. Đó, cái phần gạch ốp như thế này thì nó sẽ tạo cho cái phần chân công trình chúng ta này thêm cái phần điểm nhấn. Và bên cạnh đó thì sẽ bảo vệ được phần chân tường khỏi hiện trạng như là rêu mốc hay nứt vỡ. Công trình này của chúng ta sẽ được sử dụng với hệ thống bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc, làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Đặc biệt thì sau này cái phần đường ở phía ngoài có bị tôn cao lên thì cũng sẽ không làm cho công trình của chúng ta trở nên quá thấp hơn so với mặt đường. Và đây là một ngôi nhà vườn cho nên quý vị có thể nhìn thấy rất là rõ nét ạ. Chúng tôi luôn luôn ưu tiên đưa yếu tố tự nhiên từ phía bên ngoài vào, như là ở phía trước công trình này, khu vực tầng 1 và tầng 2 này có thêm những hệ thống bồn hoa và chậu cảnh, giúp cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên. Và bồn hoa thì sẽ giúp là tăng thêm cái vẻ thẩm mỹ cho ngôi nhà nữa. Tuy vậy thì bồn hoa lại nằm ở ngay vị trí phía bên ngoài, là một cái nơi mà tiếp xúc trực tiếp với các điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường. Và lâu ngày thì các vật liệu như đất cát nước tồn đọng này khiến cái tình trạng như là mục nứt nẻ cho bồn hoa nó xảy ra rất là nhanh chóng. Và nó còn kéo theo cái lớp cốt thép bên trong trên tường cũng sẽ bị hoen rỉ theo nữa. Chính vì vậy mà cái việc là xử lý chống thấm cho bồn hoa, đây là một việc làm vô cùng cần thiết. Ngoài việc là bảo vệ và duy trì tuổi thọ cho bồn hoa, nó còn là tránh ảnh hưởng đến kết cấu của ngôi nhà. Công trình của chúng ta thì thiết kế với hai hệ thống cột trụ cũng rất là lớn và vuông vức. Ở giữa thì sẽ có thêm những đường kẻ chỉ âm cột, và trên hệ thống cột của chúng ta cũng sẽ có thêm những hệ thống đèn để chiếu sáng. Và ngôi nhà của chúng ta này sử dụng hệ thống cửa chính ở đây, được làm bằng chất liệu là cửa thép vân gỗ. Nói về hệ thống cửa chính thì trong quá trình mà thiết kế ấy, thì gia chủ cũng đang rất là phân vân. Bởi vì chú Thắng ấy, thì cũng đã có tuổi rồi, và chú thì rất là yêu thích những gì thuộc về tự nhiên. Nhưng mà chú thì cũng đã xây dựng qua nhiều ngôi nhà, thì thấy rằng là những ngôi nhà trước ấy, khi mà sử dụng gỗ tự nhiên thì nó sẽ không được bền, rất là hay xảy ra cái tình trạng như là mối mọt này, cong vênh hay co ngót này. Chính vì thế mà các kiến trúc sư của chúng tôi thì cũng đã tư vấn cho gia đình của nhà chú Thắng là sử dụng cái loại cửa thép vân gỗ. Thì đầu tiên quý vị có thể nhìn thấy thì cái cảm quan từ phía bên ngoài đi, nó không có khác gì so với gỗ tự nhiên cả. Những cái đường giả vân gỗ nó vô cùng đẹp, nhưng mà bên cạnh đó thì nó sẽ khắc phục được hết tất cả những cái nhược điểm của loại gỗ tự nhiên, như chống mối mọt, cong quanh hay là co ngót. Đặc biệt thì cái thao tác khi mà chúng ta mở ra và đóng vào nó vô cùng nhẹ nhàng, lại kết hợp cùng thêm với những cái hệ thống panel kính chạy xung quanh nữa, thì đây là một cái thiết kế vô cùng tuyệt vời nha quý vị. Còn toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ và cửa đi của ngôi nhà đều được sử dụng bằng chất liệu đó chính là cửa khung nhôm kết hợp cùng với kính cường lực.
Nói về cửa khung nhôm và kính thì chúng ta cần phải lưu ý đến ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất nhiều độ dày và chất liệu khác nhau. Ví dụ như nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính. Thì cũng có nhiều loại kính như là kính cường lực này, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và cái thứ ba đó chính là phần phụ kiện, bao gồm là hệ thống tay nắm cửa, bản lề hay là keo liên kết. Và tùy vào từng tầm tài chính của mỗi gia đình mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại nguyên vật liệu khác nhau để đảm bảo được kết cấu cho cửa. Tiến lên trên khu vực tầng 2 thì chúng ta sẽ thấy được rằng là toàn bộ cái phần khu vực lan can ban công ở phía ngoài đều được sử dụng bằng chất liệu, đó chính là kính cường lực. Kính cường lực thì nó sẽ giúp cho không gian của chúng ta thêm rộng rãi hơn và chúng ta sẽ không bị che khuất bởi tầm nhìn. Và trên khu vực tầng 2 thì cũng sẽ có thiết kế thêm một cái hệ thống lam. Hệ lam này thì sẽ là cái những cái phần bê tông này được sơn trắng, bên trên có bán thêm kính cường lực để che chắn cho khu vực bên dưới. Và khi mà thiết kế cái hệ thống lam này thì chúng ta cần phải lưu ý yếu tố, đó chính là phần đánh dốc đấy ạ. Phần hệ lam nó nằm ở cái phía bên ngoài này. Nếu mà khi mà nước mưa của chúng ta rơi xuống ấy, chúng ta đánh dốc không hiệu quả thì cái nước mưa nó sẽ bị ứ đọng ở trên khu vực là cái phần hệ lam này. Như thế thì lâu dần này nó sẽ xảy ra cái tình trạng như là ố vàng này hay là rêu mốc, nó rất là mất thẩm mỹ. Chính vì vậy mà quý vị cần phải lưu ý trong vấn đề thi công nhé, làm sao đánh dốc thật tốt để dễ dàng thoát nước. Với góc nhìn phía bên này thì ta sẽ thấy được rằng là ngôi nhà của chúng ta này không những chỉ phần mặt tiền đâu mà ngay ở phía mặt bên của công trình nữa cũng được pha trộn này và thiết kế với cái màu sắc nó cũng khá là hài hòa và tương đồng nhau. Ở đây thì trên từng những cái hệ thống cửa sổ này có thêm những cái phần mi nữa, nó đua ra nữa để che chắn cái việc là cái nước mưa ấy, nó hắt vào phía bên trong hệ thống cửa sổ này. Và ngay ở phía bên này ta thấy được rằng là chúng tôi luôn luôn thiết kế làm sao để ra những cái khoảng cho cái độ đua của mái. Bởi vì là khi mà có nước mưa rơi xuống ấy, thì nó sẽ chỉ rơi vào trong cái khu vực ranh giới của ngôi nhà chúng ta thôi, mà nó sẽ không bị hắt sang khu vực nhà hàng xóm. Đây là một cái thiết kế rất là văn minh nha quý vị. Còn về góc nhìn ở phía bên này nữa thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là đây, chúng tôi cũng thiết kế là để ra cái phần độ đua của mái nhá. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 1m đến 1m2 tùy vào từng điều kiện diện tích của mỗi gia đình. Còn đây thì chính là cái góc nhìn từ phía bên trên nhìn xuống, thì quý vị có thể thấy là rất là rõ nét cái hệ thống mái Nhật của chúng ta. Mái Nhật hay còn có tên gọi khác đó chính là mái lùn. Đây là một loại mái mà được xuất phát từ đất nước Nhật Bản, đất nước mặt trời mọc. Loại mái này thì có ưu điểm đó chính là mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Đặc biệt thì cái phần độ đua của mái nó sẽ tỏa ra theo các hướng khác nhau, giúp chắn nắng che mưa vô cùng tốt. Và được rất là nhiều khách hàng yêu thích và lựa chọn rồi. Thấy được rằng khi mà cái hệ thống mái Nhật của chúng ta đặt vào trong căn nhà ở này thì nó sẽ trở nên vô cùng hài hòa. Còn đây là phối cảnh lúc về đêm. Thì trên tất cả các diện tường này, hệ cột này, rồi là phần dưới hệ thống mái, và thậm chí nhá, là ngay cả khu vực bồn hoa nữa cũng có thêm những cái hệ thống đèn downlight cũng như đèn dọi để chiếu sáng cho ngôi nhà của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên, cũng như là tạo được một cái ánh sáng rất là nổi bật. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá phần tiếp theo, đó chính là cái phần bóc mái của công trình nhá. Phần bóc mái này thì sẽ cho chúng ta thấy toàn bộ cái phần công năng phía bên trong của một ngôi nhà theo góc nhìn từ phía bên trên xuống. Và chúng tôi thì có minh họa này, từng những cái đồ nội thất trong căn nhà đấy, theo những phần 3D, nhìn nó rất là sinh động. Và quý vị có thể dễ dàng theo dõi được cái toàn bộ không gian bên trong. Toàn bộ phần bóc mái này đều được kiến trúc sư của chúng tôi thiết kế hoàn toàn miễn phí và sẽ đi kèm với lại bộ hồ sơ thiết kế nhà nha quý vị. Từ hệ thống cửa chính này, bước vào phía bên trong thì sẽ là một không gian phòng khách. Phòng khách ở đây thì chúng tôi có đặt cho gia chủ một bộ bàn ghế sofa được làm bằng chất liệu, đó chính là gỗ tự nhiên kết hợp cùng với lại da. Đấy, từ bộ sofa đến bàn trà này, thiết kế rất là đẹp. Phía đối diện thì sẽ là một cái hệ thống kệ tivi. Kệ tivi thì kết hợp cùng với lại vách ngăn, ngăn cách không gian phòng khách phía ngoài và khu vực phòng bếp phía trong, tránh trực tiếp từ ngoài phòng khách nhìn thẳng vào phía bên trong bếp nha quý vị. Từ hệ thống cửa chính bước vào phía bên tay trái thì sẽ là một không gian phòng thờ, khu vực tâm linh. Ở đây cũng có thêm một cái vách lam này để ngăn cách giữa phòng khách phía ngoài và khu vực phòng thờ phía trong. Ban thờ này được làm hoàn toàn bằng chất liệu gỗ tự nhiên, hai bên có hai đạo lục bình hướng thẳng ở phía mặt tiền của ngôi nhà. Cầu thang sẽ đặt ở giữa này. Căn nhà của chúng ta thì sẽ có một khu vực phòng ngủ. Đây là phòng ngủ mà sẽ có thêm một cái khu vực nhà vệ sinh khép kín ở phía bên trong nữa. Rất là thuận tiện. Trong phòng rất là đầy đủ này, từ hệ thống giường ngủ này đến bàn làm việc hay là tủ quần áo. Còn phía bên này thì sẽ là khu vực phòng bếp và phòng ăn kết hợp với nhau. Ở đây sẽ có một bộ bàn ăn dành cho khoảng tầm 6 người.
Hệ tủ bếp thiết kế theo hình đường thẳng với thứ tự bếp nấu, bồn rửa và tủ lạnh. Trong khi mà thiết kế hệ tủ bếp nhé, tuyệt đối này, quý vị không bao giờ được thiết kế cái hệ thống là bếp nằm ở giữa khu vực bồn rửa và tủ lạnh. Như thế thì nó sẽ khiến là hỏa khí trong nhà bị phong tỏa hoàn toàn này, hai bên này, tại vì hai bên là cái đều tượng trưng cho thủy đấy, còn ở giữa là hỏa thì nó sẽ bị bế tắc ở giữa. Như thế thì rất là không tốt cho phong thủy, nên là quý vị nhớ lưu ý nhé. Và đây thì cũng là một trong những cái thiết kế đặc biệt là với bác Hùng chúng tôi luôn luôn thiết kế làm sao để hợp với phong thủy của gia chủ mà vẫn đảm bảo được yếu tố về cái mặt thẩm mỹ này, cũng như là công năng sử dụng. Đây là một góc nhìn khác ở phía dưới tầng 1 này, cũng rất là đầy đủ nha quý vị. Còn đây thì chính là khu vực tầng 2. Và khi mà nhìn vào cái toàn bộ khu vực tầng 2 này thì quý vị thấy rằng là trên này này sẽ chủ yếu là không gian nghỉ ngơi của cả gia đình. Ở đây được thiết kế với 3 hệ thống phòng ngủ tương đồng nhau, và ba phòng ngủ này thì đều là những cái phòng ngủ mà không khép kín, tất cả này đều có hệ thống giường ngủ này, rồi tắp đầu giường này, rồi là bàn làm việc hay là tủ quần áo, và dưới sàn của tầng ngủ thì đều được ốp bằng chất liệu là sàn gỗ để đảm bảo được cái sự ấm cúng cho không gian này. Phía cuối thì sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh chung cho cả tầng 2, và ở khu vực này còn có thêm một cái phần ban công nữa. Ở ngay phía dưới tầng 1 thì chúng ta đã thiết kế là phòng thờ rồi. Cho nên trên khu vực tầng 2 này thì chúng tôi sẽ thiết kế cho gia chủ là một khu ban công để tránh yếu tố vi phạm xung phong thủy nha quý vị. Đây là những góc nhìn khác ở trên tầng 2. Còn đây thì chính là ảnh hiện trạng của công trình. Theo góc nhìn từ phía bên trên xuống thì chúng tôi đã bay cái máy flycam lên trên cao để lấy toàn bộ cái hiện trạng khuôn viên đất này. Đây là phần đường phía ngoài này, còn đây là toàn bộ khu vực đất của chúng ta nhé. Thì sau này chúng tôi sẽ xây dựng ngôi nhà chính ở đây. Đó, ngôi nhà cũ của gia chủ này khá là lâu rồi đúng không ạ? Và việc mà cần phải có một ngôi nhà mới để thay thế thì đây là một việc làm vô cùng cần thiết. Đây, hệ thống cổng bước vào. Đó. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá chi tiết về bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình này nhé. Công trình của chú Nguyễn Văn Thắng, địa điểm tại Mai Trương, Hiệp Hòa, Bắc Giang. Trong công trình này của chúng ta này, đây chính là cái mặt bằng hiện trạng. Khu vực nhà cũ sau này sẽ được phá dỡ. Còn chúng tôi đã thiết kế gia chủ là xây dựng cái công trình mới ở vị trí này. Đó. Phía trước này, phía bên hông này, những khoảng sân vô cùng rộng thì chúng ta có thể bố trí khu vực là nơi vui chơi sinh hoạt cũng như tiểu cảnh sân vườn. Đây thì sẽ là cái khu vực mặt bằng bát trạch phong thủy. Ta thấy được rằng là gia chủ sinh năm 1960, các hướng tốt hợp với gia chủ thì sẽ là hướng đông diên niên, mọi sự ổn định. Hướng bắc sinh khí, phúc lộc vẹn toàn, hướng đông nam phục vị được sự giúp đỡ, hướng nam thiên y, thiên thời che chở. Như vậy thì khi mà chúng ta biết được những hướng tốt sẽ dùng để đặt hướng nhà này, hoặc là hướng bếp hay hướng ban thờ, còn lại những hướng xấu sẽ dùng để đặt nhà vệ sinh hay nhà kho. Đây thì chính là cái phần mặt bằng nội thất, hay còn gọi là mặt bằng công năng của công trình đấy ạ. Vừa nãy thì tôi đã nói với quý vị là toàn bộ cái phần mặt bằng công năng rồi, thông qua cái phần bóc mái. Thì ở phần này tôi sẽ chỉ giới thiệu sơ sơ qua thôi nha quý vị. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cái thông số kỹ thuật của công trình này. Công trình của chúng ta thì sẽ có chiều ngang mặt trước là 8,3m, còn cái khu vực chiều sâu thì sẽ là 11,9m. Như vậy thì chúng ta sẽ có tổng diện tích hai sàn rơi vào khoảng tầm là gần 200m² nha quý vị. Và có thêm một cái chi tiết nữa, đó chính là ngoài cái khu vực là công trình chính của chúng ta sinh hoạt thì ở đây gia chủ của chúng tôi này có thiết kế thêm một cái khu phụ nữa. Đây gọi là công trình phụ đấy ạ. Ở đây thì sẽ có thêm này một cái không gian bếp phụ ở phía ngoài này, cũng như là cái khu vực nhà vệ sinh và một nhà kho gia chủ tự làm nha quý vị. Còn phía bên trong của ngôi nhà này thì sẽ có một phòng khách này, một phòng thờ này. Ở dưới tầng 1 sẽ có một phòng ngủ, một khu vực phòng bếp, phòng ăn và một cái khu vực nhà vệ sinh riêng biệt. Bước đi trên khu vực tầng 2 thì sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, một nhà vệ sinh chung, một ban công. Một ban công rất là rộng ở phía ngoài và thêm một cái ban công nữa dành riêng cho khu vực phòng ngủ số 3 nha. Đây thì sẽ là cái phần mặt đứng của công trình. Nhìn vào phần mặt đứng thì thấy được rằng tổng chiều cao của công trình này là 10,7m. Trong khi đó thì chiều cao của hệ thống bậc ngũ cấp đi lên bao gồm 5 bậc là 750mm. Chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,7m. Chiều cao thông thủy của tầng 2 thì là 3,6m. Và chiều cao phần mái là 2,7m. Đây là những cái phần mặt đứng bên của công trình này. Đấy, vô cùng đẹp. Còn đây thì chính là phần mặt cắt ạ. Nhìn vào phần mặt cắt, ta có thể thấy được rằng là toàn bộ cái không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua này, chúng ta có thể thấy được rất là rõ nét từ hệ thống là chiều cao của cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ này, độ dài của tường, dầm sàn này, rồi là cái khu vực nào còn phải hạ cốt, khu vực nào còn phải nâng cốt, cũng như là cái phần nào còn phải đổ bê tông.
Và trong cái phần này ta thấy rất là rõ nét này, ngoài việc đổ một cái lớp bê tông chống sụt lún cho khu vực ở dưới sàn này, ta sẽ đổ một cái lớp bê tông là sàn mái 1 này. Đấy, rồi khổ đổ một cái lớp bê tông sàn mái 2 nữa. Ở đây có thể thấy được cái biện pháp thi công phần mái là đổ bê tông, sau đó sẽ lợp vỉ kèo và dán ngói ra phía ngoài. Đây là những cái chi tiết có trong cái bộ hồ sơ này, như chi tiết dàn tre này, đấy, rồi là chi tiết phào cửa này, hay là chi tiết kiến trúc với cái hệ thống cột trụ này. Đây là cầu thang, và có thể thấy là trong cái bộ hồ sơ thiết kế của Mark Home ấy, đụng vào đâu cũng có chi tiết, đụng vào đâu cũng có bóc tách hết, nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm nhé trong quá trình mà xây dựng. Đây là khu vực nhà vệ sinh này, còn mà bằng lát sàn cho chúng ta thấy được toàn bộ không gian bên trong, khu vực nào nên sử dụng những cái loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Còn đây là hệ thống cửa chính. Cửa chính của công trình sử dụng chất liệu là cửa thép vân gỗ kính an toàn 8.38, kích thước thì sẽ là 27x27. Còn toàn bộ hệ thống cửa phụ, cửa sổ, cửa đi được sử dụng bằng chất liệu đó chính là nhôm hệ kính dày. Tiếp theo là phần hồ sơ kết cấu. Ở công trình này đã sử dụng là cái móng băng bê tông cốt thép. Giải pháp kết cấu phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối. Trong bộ hồ sơ về kết cấu, ta sẽ có từ những cái chi tiết cốt thép này, chỉ dẫn chung nối cốt thép cho dầm sàn, hay là mặt bằng móng, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng giằng chân tường, mặt bằng kết cấu nền. Rồi là mặt cắt qua vị trí tường móng, mặt cắt qua cột này, chi tiết bản ngũ này, hay là có đặc biệt là cái bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng được số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Về phần hồ sơ điện nước thì đây cũng là một cái phần rất là quan trọng, quyết định đến yếu tố sinh hoạt hàng ngày của cả gia đình. Trong phần hồ sơ điện nước của chúng ta thì hiện rất là rõ này. Đầu tiên này thì sẽ là mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera chống sét tiếp địa, rồi là sơ đồ nguyên lý cấp điện hay là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước thì sẽ có mặt bằng cấp nước, mặt bằng thoát nước, sơ đồ nguyên lý cấp và thoát nước cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước. Và có thể thấy được rằng là cái bộ hồ sơ thiết kế điện nước này, đây là một cái phần rất quan trọng và không thể thiếu được trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Và phần cuối cùng thì sẽ là cái phần dự toán chi phí xây dựng công trình. Ở trong cái phần dự toán của chúng tôi thì hiện rất là đầy đủ này, từng những cái phần ví dụ nhé, như là cốt thép này sử dụng loại nào này, gạch đá này, cắt sắt này, xi măng sử dụng loại nào này. Tất cả rất là công khai và minh bạch, đều có đơn vị, khối lượng, đơn giá thành tiền để quý vị có thể nắm được toàn bộ cái kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại, khối lượng các hạng mục và tránh phát sinh chi phí. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu với quý vị toàn bộ công trình của gia đình nhà Chúa Thắng có địa chỉ tại Hiệp Hòa, Bắc Giang. Đây là một mẫu công trình nhà vườn mái Nhật 2 tầng được rất nhiều người yêu thích và lựa chọn. Vậy thì nếu như mà quý vị yêu thích mẫu nhà trên, hoặc là có nhu cầu hay là có ý tưởng thiết kế riêng mình, thì có thể liên hệ ngay tới các số hotline của Mark Home chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.